Đến nay, các trường đại học trên cả nước đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành học. So với mọi năm thì năm nay điểm chuẩn tăng cao, đồng nghĩa với việc nhiều học sinh sẽ không đỗ được vào những ngành học top đầu như nguyện vọng ban đầu. Phạm Thu Hồng là cựu học sinh lớp 12A1, trường Trung học phổ thông Tiên Lữ. Trong suốt 3 năm học, em luôn được đánh giá là học sinh có học lực giỏi, với 9,4 điểm toán, 8,25 điểm lý và 8,75 điểm môn hóa học. Em đăng ký nguyện vọng 1 vào ngành kế toán của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Nếu như năm ngoái, chuyên ngành này chỉ lấy 25 điểm, thì năm nay điểm để trúng tuyển lên đến 27,15 điểm. Em khá bất ngờ với điểm chuẩn của các trường kinh tế top đầu, và cá nhân em thì là một người không đỗ nguyện vọng 1 và phải xuống nguyện vọng 2 học. Thì em nghĩ rằng là cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra, có thể là con đường sắp tới bạn sẽ khó khăn hơn, nhưng mà sẽ tùy thuộc vào những cái động lực, vào những cái cố gắng của mình sau này và để phát triển bản thân. Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi đại học năm nay thì có nhiều yếu tố khiến cho điểm chuẩn tăng cao, bởi các nhà trường không chỉ xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông mà còn xét tuyển bằng nhiều hình thức khác, ví dụ như xét kết quả học bạ, xét tuyển thẳng đối với học sinh có thành tích cao, hay là xét qua một số kỳ thi đánh giá năng lực học sinh ở một số trường. Bởi vậy thì các cái chỉ tiêu dành cho thí sinh mà xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông không còn nhiều. Ví dụ như ở một trường top đầu như Đại học Ngoại thương thì trong tổng số 3.950 chỉ tiêu thì nhà trường đã xét tuyển được trên 50% chỉ tiêu đối với các cái thí sinh xét tuyển thẳng. Như vậy là chỉ còn khoảng 1.800 chỉ tiêu dành cho các thí sinh xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Điểm xét tuyển cao lại ở nhiều tổ hợp môn khác nhau. Chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi thu hẹp nên nhiều thí sinh có điểm trung bình mỗi môn từ 8 đến 9 điểm mà vẫn trượt nguyện vọng 1. Chưa có một kỳ tuyển sinh đại học nào mà tổ hợp các môn xã hội cô C lại có điểm chuẩn trúng tuyển từ 29 đến 30 điểm như năm nay. Nổi bật như các khoa của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, khoa Hàn Quốc học 30 điểm, Đông Phương học 29,75 điểm, quan hệ công chúng báo chí trên 29 điểm. Đối với các ngành khoa học tự nhiên, điểm chuẩn xét tuyển cũng cao hơn từ 2 đến 3 điểm so với những năm trước. Do vậy, đối với nhiều em học sinh, việc chuyển nguyện vọng để xét tuyển vào những ngành học, trường đại học khác đã sớm được chuẩn bị. Đồng hành cùng các em là sự ủng hộ động viên không nhỏ của gia đình và các thầy cô giáo. Được vào nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, đây là điều tốt nhất. Còn nếu như con mà được nguyện vọng 3, nguyện vọng 4, kể cả nguyện vọng 5, thì chúng tôi luôn luôn ủng hộ con mình và tạo điều kiện tốt nhất cho con mình. Điều quan trọng nhất chúng tôi kỳ vọng của con đó là sự nỗ lực của con, chứ không phải là vì là nguyện vọng 1 hay nguyện vọng 2 và con học trường gì hay khoa gì. Sau khi biết điểm chuẩn của một số trường thì các bạn cũng nhắn tin giúp tôi. Một số em thì chưa đỗ được nguyện vọng 1, các em có vẻ rất là buồn. Thế nhưng tôi cũng đã động viên các em là đây chỉ là cái bước đường đầu tiên của các em thôi. Nếu như không đỗ được ở nguyện vọng 1 thì chúng ta có thể chuyển sang nguyện vọng 2, nguyện vọng 3, miễn là cái ngành đấy vẫn là ngành yêu thích của các em, và dù các em cứ quyết tâm cố gắng hơn nữa thì tương lai và cái cơ hội của các em cũng còn rất nhiều. Chọn trường đại học là tiền đề cho việc lựa chọn hướng đi trong tương lai. Thế nhưng ngôi trường đào tạo, ngành học nào đi nữa cũng chỉ là một trong những yếu tố cấu thành nên sự thành công của mỗi em học sinh. Điều quan trọng vẫn là sự cố gắng, nỗ lực của chính các em để mang lại cho bản thân và gia đình một tương lai tốt đẹp nhất.